Chào anh em, chào mọi người nha. Trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho anh em một chút cái kiến thức cũng như một cách chơi ở cái bộ môn tài xỉu dòng xanh này. Đấy, có tài xỉu dòng xanh này ở con sáu tám cái bài ấy. Theo như mình thấy và theo những cái như mình nhận biết ấy, khi mà sau cái cầu bền này này, thường thường là nó chạy cầu rất là ảo anh em ạ. Đấy, nó kiểu là nó đảo liên tục, đảo liên tội ấy. Nó không theo cái quy luật nào nữa, kiểu là được một hai phiên thì nó lại gãy sang cái cầu khác, được cái cầu này nó lại nhảy sang cầu khác, kiểu là nhảy kiểu là loạn xạ thì không có cái cầu nào nhất định, không có cầu nào dài, nên vì thế thì tranh thủ gọi là vào vào bắt sau bệt này thì tiếng này mình sẽ gõ vào xỉu tiếp anh em nhé. Ba cục và xỉu nhẹ nhàng tình cảm thôi. Tiếng đầu tiên thì chắc chắn là phải lấy phong thủy để làm cái động lực để tiếng sau mình vào chơi vào bắt cầu rồi. Ok, cái bạn kiếm đầu phong thủy một tí anh em nhé. Nói chung là cầu kèo những cầu khó, cầu chống còn dễ. Hy vọng là kiếm đầu tiên này bú xỉu anh em nhé. Nào, trắng chân lên, trắng chân là ngon, bú luôn anh em ạ, 3-3-2 tuyệt vời luôn đúng không? Đấy, đây cái cầu này thì nó sẽ 7-8 này, 7-8 à, rất giống với cái tiếng này là ba xỉu anh em ạ. Thật ra nhìn giống 1-2-1 đúng không? Nhưng mà cái tiếng này thì mình nên là bắt thêm một con kép 8 nữa hợp lý hơn, hoặc là một con xỉu 9, xỉu 10 gì đó chạy dây mà. Nhưng mà nhìn cái điểm xỉu thì hầu như là hết rồi anh em ạ. Theo như mình phân tích thì cái tiếng này mình vẫn là bắt tiên tài là hợp lý anh em nhé. Bắt vào tài là hợp lý này. Đi 5 củ thôi. Đi gọi là đi vừa mức thôi anh em ạ. Không phải anh to đứa làm gì đâu. Cân đối vừa mức như này là tuyệt vời rồi, ngon rồi. Phang làm gì phang to, phang phang lớn đúng không? Chơi bình tĩnh, tự tin là sẽ chốt lãi thôi. Ok, xem nào. Bú tiếp anh em ạ. 4 6 4 1 tuyệt vời luôn đúng không? Đấy, đúng cậu 2 1 2 rồi, ngon nghẻ ngon nghẻ. Đấy, ăn thông ngay đúng không? Hiện tưởng gì chứ game dễ anh em ạ. Một con tài 11 nha. Một con tài 11 à? Tài 11 thì anh em bắt lại con tài cho mình. Chưa bẻ vội, chưa bẻ cầu vội nhá. Tướng này gõ vào tài 6 củ đi. 6 củ vã tài. Đấy. Xem là như thế nào nhá. Hy vọng là tiếng đầu tiên gọi là đầu xuôi đuôi lọt một tí anh em nhỉ. À tiếng đầu tiên đầu xuôi đuôi lọt rồi thì tiếng này nó phải là lọt khe một tí chứ đừng có thể mất. Mật rất là chán đấy. Ok, đợi kết quả. Đây thì rất là giống 212 nhưng mà điểm xỉu. Thay mình thì điểm xỉu ra hết rồi. Thì nó không có xỉu ở đâu. Không có xỉu ở đâu nên là vì thế mình mới tự tin là cái tiếng này mình gõ vào tài. Đấy, nên là đi 6 củ. Dần dần mình sẽ nâng dần lên. Cảm thấy được là lên lãi là mình sẽ lên to, to dần, ít dần lên đúng không? Đấy, tiếng này đi 6 củ cũng là hợp lý này. Ok chưa nào? Bú tiếp anh em ạ, 663 tuyệt vời chưa? Nét ngay anh em nhờ. Ui giời, hôm nay bắt cầu thật là thích anh em ạ. Ăn thông như này ba tay liên tiếp rồi. Một con tài 15 nha. Con tài 15 thì anh em sẽ bắt tiếp vào con tài cho mình. Bắt tiếp vào con tài cho mình nhá. Chưa nào? Đi 2 củ đi. Tiếng này đánh nhẹ thôi. Đang ăn thông rồi mình sẽ đánh nha. Đánh nhẹ nhàng tình cảm lại anh em ạ. Đấy. Đánh một cách gọi là an toàn thôi, đánh nhẹ nhàng thôi. Bao giờ cảm thấy được là mạnh mạnh kiểu là tự tin hay là tiếng nào mà kết ấy, đánh to sau. Mẹ mình vừa ăn đánh to xong thì tiếng này mình phải đánh nhẹ nhỉ, đúng không? Đơn giản mà dễ hiểu mà. Chứ tiếng nào cũng đánh to thì rú như con cú luôn đi mà. 6 to thì đánh nhỏ đúng không? Ok, nặn nhiều chân nên ăn này. Mình tự tin là 663 thì nó không xuống được xỉu đâu. Ui rồi xuống xỉu anh em ạ. Anh nhô rồi xuống một con xỉu. Thừa thiếu mất một chân anh em ạ. Đấy, may là cái tiếng này mình tỉnh táo nhá. Nên là cái tiếng này mình vã vào tài có 2 củ thôi. Nên là tỉnh táo anh em ạ. Đấy, nói chung là tiếng công nào cũng tự tin thì mình đánh nhẹ nhàng luôn. Cầu 22 anh em ạ. Cầu 22. Tiếng này gõ tài tiếp anh em nhé. Tiếng này gõ gọi là 10 củ và tài đi. Cầu gãy nhưng mà
Ở đây có đảo. Điểm xỉu thì hết rồi, sao mà có xỉu nữa. Ok bú này anh em ơi. Đấy. Ok, được ngay đúng không? Nó nhẹ ngay. Ok, tiếp tục anh em nhá. Một con tài 13 này. Con tài 13 thì gõ tiếp vào một con xỉu xỉu 9 nhá, chạy 11 nhá. Tiếng này có 9 củ và xỉu này, hy vọng là sẽ nét nét anh em ạ. Đấy, không phải sai lầm phải trả giá anh em nhá. Mình sợ nhất là cái kiểu mà sai lầm phải trả giá lắm. Đấy, rất là squire và sượng đúng không? Mình không biết được là đâu đúng, đâu là sai, đâu là kết quả cuối và đâu là kết quả chuẩn anh em ạ. Rất là sợ cái kiểu đấy. Là vì thế thì theo như mình khả năng là mình sẽ bắt kiểu là cũng kiểu là phù hợp, cũng là hợp lý là ngon rồi đúng không? Ok, sẽ đợi kết quả đi xem như thế nào. Ok lụm này anh em ơi, một con xỉu đẹp đúng không, ngon nhảy ngay, có gì đâu, tưởng gì chứ game này dễ. Ok tiếp tục. Tiếng này gõ vào xỉu tiếp anh em nhé. Con xỉu 8. Mà nó chạy cầu 1 thì không nên là bể đúng không? Mà thôi tiếng này sẽ đi nhẹ 3 củ rồi. Nếu như mà ăn nhá thì mình sẽ dừng nghỉ luôn. Đấy. Còn nếu như mà mất thì thôi, coi như là quan sát đúng không? Mất thì thôi, coi như là cái tiếng đó thì nó vẫn lắc lãi mà đúng không? 3 củ ở tiếng nhẹ nhàng thôi, mất thì thôi mình sẽ dừng nghỉ. Được. Đến cầu xấu của em. Thì mình sẽ không chơi nữa. Ok. Rồi bên tài khá là nhiều người nhá. Ui giời lụm ngay anh em ạ, là 1 2 thì tiếp phải gọi là hết nước chấm anh em ạ. Ôi giời ơi, rất tuyệt vời luôn. Ok thì chắc chắn là mình sẽ tạm dừng tạm nghỉ đây thôi. Và hy vọng là có gì anh em cần giải đáp thắc mắc thì em cứ bình luận phần comment nhá. Mình sẽ chia sẻ cho anh em ở những video sau. Anh em có thể là cứ bình luận comment là mình sẽ lên trả lời cho anh em hết tất cả những cái gì mà anh em cần trả lời. Ok thì chào anh em, chào mọi người nhá. Hẹn mọi người và anh em ở những video sau. Bye bye.